Thêm cây cho. Anh ơi, ok rồi. Không, đường 5 á. Không, không, em cứ để ngăn mát tủ lạnh, lúc nào cần anh sẽ... Rồi, em cứ để dùng đấy, lúc nào cần anh... Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình lại qua phòng khám Thái Nguyễn Clinic. Mình có một ca đốt sóng cao tần. Đây là một bệnh nhân nữ 50 tuổi, chỉ có tiền sử khỏe mạnh, nhưng mà tình cờ phát hiện ra một cái u tuyến giáp rất là lớn ở bên thủy phải, kích thước khoảng tầm 2 phân rưỡi x 3 phân, tức là 2,5 x 3 cm. Cuối này thì đã được làm em ở đây, tức là chọc tế bào tuyến giáp dưới dẫn siêu âm rồi thì kết quả lành tính, thì mình tiến hành mình đốt để cố gắng bảo toàn được cái chức năng tuyến cho bệnh nhân. Và với bệnh nhân như thế này thì nếu mà mình tiến hành phẫu thuật thì thường các bác sĩ sẽ tiến hành cắt hoàn toàn thủy phải cho bệnh nhân. Thủy trái thì có một cái tổn thương cũng u tuyến giáp nhưng mà dạng lăng dịch là nhiều, nên mình cũng sẽ chút nữa mình cũng sẽ tiến hành mình đốt, nhưng mà thời gian đốt thì sẽ rất là ngắn thôi, còn chủ yếu là cái nhân bên thủy phải. Em lấy cho anh thêm một ít tê nữa. Nó hơi đau đấy. Cái khối này nó chiếm gần như toàn bộ 1/3 giữa và 1/3 dưới của nhu mô tuyến thủy phải, của nhu mô thủy phải rồi. Cái khối này mình sẽ tiên lượng đốt khoảng mất khoảng tầm 30 phút để mới xong được, từ cái khối này rất là to. Thank you.
bắt đầu mình sẽ tiến hành mình đốt. Tiếp theo làm dây nhé, nhà thôi. Khó chịu gì anh chị? Cho anh cái bút xanh. Xem có ai có câu hỏi gì nhé. Dạ vâng ạ. Đây đang là siêu âm bụng ạ, bác sĩ. Hello. Hello anh. Hôm nay họp gì ạ? Em cứ làm đấy, em sẽ trả lời. Đây đang là siêu âm bụng ạ, bác sĩ. Quá
Chị bé Thảo là vừa nhắn tin cho bếp Thái Nguyễn đấy ạ. Chị thấy khó chịu không? Thuốc tê là em cũng ta đã pha loãng. Nếu mà cần thì em sẽ tê thêm. Chị không, không phải lo đâu. Em đọc, đọc câu hỏi nhé, anh trả lời. Em là người dẫn chương trình thôi mà. Ai về làm đó anh Thái? Ai về làm gì nhỉ? Dạ vâng. Làm gì? Là hỏi anh đấy. Ừ. Sao? Bác sĩ Đông ở bên Viện Lão Khoa Trung ương, bên Viện Đái Tháo Đường và Rối Loạn Chuyển Hóa Đại học Y Hà Nội. Em mai qua phòng khám kiểm tra xét nghiệm test HB qua hơi thở được không ạ bác sĩ? Test HB qua khí thở, test C72 trước đây người ta vẫn làm.
Không không, đây không. Em chào chị Yến Nhi ạ. Chị ơi, chị vui lòng inbox qua fanpage Thái Nguyễn nhé, để các bạn nhân viên tư vấn chị nhé. Khó chịu không chị? Đáp của cô 110. Thôi được rồi, không cần nữa.
chết đó. Sắp xong rồi. Cái khối này của chị rất là to nhé. Anh chị chịu khó, em sẽ đốt. Sau đấy khoảng tầm 1 tháng sau chị quay lại tái khám. Cần thiết nếu mà khối đấy em sẽ đốt đốt lần 2 cho chị, nhưng đốt free chị xem thôi. Cơ bản của chị xong rồi đấy. Cái này là sẽ hơi đau. Ấn cho anh đấy. Thank you.
sắp xong rồi. Không phải đâu chị, mỗi đường cũng xong. Chú có là bên trái em cũng có chỉ một và hai điều nữa là xong nhé, thì chúng ta cũng hợp với nó sẽ hết đấy. Có anh sẽ tên quay cho những màn hình ra đây. Bên phía trái này của chị đang có một cái tổn thương nhân hỗn hợp, nhưng mà nó trong đấy có chứa cả dịch nữa, là một cái lam hỗn hợp. Thì cái này thì mình cũng sẽ tiến hành giúp một lần cho chị. Ok. Thì mới lại phải cắn chắc rồi.
còn chưa? Quay nút ở bên trái. Rồi em tắt lại chị rồi. Đây, cái tổn thương nhân là mình sẽ đốt khoảng vài đường nữa là xong cái tổn thương nhân bên phía trái thôi. Và cố gắng xử lý chia để cho chị. Mọi người có câu gì cần hỏi không? Nếu không có câu gì cần hỏi thì mình xin kết thúc livestream ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào một buổi khác.